Bửu, một hành khách đã tự ý mở cửa máy bay khi đang ở độ cao 250m. Được biết, chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines chở 194 hành khách khởi hành từ đảo Jeju đến Daegu. Khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu, thì một cánh cửa của chiếc máy bay này đã đột ngột mở ra khi cách mặt đất khoảng 250m. Sau đó, máy bay nhanh chóng hạ cánh với chiếc cửa mở toang. Quan chức sở cứu hỏa Daegu cho biết không có ai bị thương trong sự việc, nhưng 9 người phải được chuyển đến bệnh viện vì gặp vấn đề hô hấp. Hiện giới chức Hàn Quốc đang thẩm vấn nam hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm. Theo cảnh sát, người này 33 tuổi, đi một mình, không say xỉn khi bị bắt, nhưng vẫn chưa giải thích lý do người này làm vậy.